Chào mừng các em sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài đọc Người Thiếu Niên Anh Hùng. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Người Thiếu Niên Anh Hùng. Năm 1964, chiến tranh tiếp tục diễn ra ác liệt. Nguyễn Bá Ngọc và các bạn phải đi học trong cảnh sơ tán dưới hầm. Ngày 4 tháng 4 năm 1965, máy bay địch ném bom bắn phá xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Lúc ấy, người lớn đã ra đồng làm việc, ở nhà chỉ còn trẻ em. Nghe tiếng máy bay, Ngọc vội chạy xuống hầm. Bỗng Ngọc nghe thấy tiếng khóc thét bên nhà hàng xóm. Ngọc nhào lên, chạy sang nhà Khương thì thấy bạn của mình đã chết vì trúng bom. Các em của Khương đang kêu khóc. Không ngần ngừ, Ngọc ôm em On, bé nhất, đưa về hầm nhà mình trú ẩn. Thấy bom đạn vẫn tiếp tục dội xuống. Một lần nữa, Ngọc chui lên, vừa bế vừa dìu hai em đơ toanh xuống hầm. Cứu được ba em nhỏ rồi, Ngọc mới biết mình bị thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Ngọc đã hy sinh năm ấy. Em mới 14 tuổi. Trung Kiên kể. Rồi các em quan sát hình ảnh tượng. Anh hùng Nguyễn Bá Ngọc và các em nhỏ. Anh hùng Nguyễn Bá Ngọc hy sinh năm 14 tuổi, bằng tuổi của các em học sinh lớp 7, lớp 8 bây giờ. Chú thích và giải nghĩa: sơ tán, tạm di chuyển người và của ra khỏi khu vực không an toàn. Hầm, khoảng trống được đào trong lòng đất, dùng làm nơi ẩn nấp. Dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Vì sao Nguyễn Bá Ngọc và các bạn phải đi học trong cảnh sơ tán? Năm 1964, chiến tranh tiếp tục diễn ra ác liệt. Nguyễn Bá Ngọc và các bạn phải đi học trong cảnh sơ tán dưới hầm. Rồi như vậy các em tham khảo câu trả lời. Năm 1964, chiến tranh tiếp tục diễn ra ác liệt, nên Nguyễn Bá Ngọc và các bạn phải đi học trong cảnh sơ tán dưới hầm. 2. Kể những việc làm của Nguyễn Bá Ngọc khi nghe thấy tiếng khóc thét bên nhà hàng xóm. Bỗng Ngọc nghe thấy tiếng khóc thét bên nhà hàng xóm, Ngọc nhào lên, chạy sang nhà Khương thì thấy bạn của mình đã chết vì trúng bom. Các em của Khương đang kêu khóc, không ngần ngừ, Ngọc ôm em On, bé nhất, đưa về hầm nhà mình trú ẩn. Thấy bom đạn vẫn tiếp tục dội xuống, một lần nữa, Ngọc chui lên, vừa bế vừa dìu hai em đơ toanh xuống hầm. Như vậy, những việc làm của Nguyễn Bá Ngọc khi nghe thấy tiếng khóc thét bên nhà hàng xóm. Ngọc nhào lên, chạy sang nhà Khương thì thấy bạn của mình đã chết vì trúng bom. Các em của Khương đang kêu khóc. Không ngần ngừ, Ngọc ôm em On, bé nhất, đưa về hầm nhà mình trú ẩn. Thấy bom đạn tiếp tục dội xuống. Một lần nữa, Ngọc chui lên, vừa bế vừa dìu hai em đơ toanh xuống hầm. Câu 3. Theo em vì sao Ngọc không biết mình bị thương khi cứu ba em nhỏ? Theo em, Ngọc không biết mình bị thương trong khi cứu ba em nhỏ vì Ngọc chỉ lo cứu ba em nhỏ thoát khỏi cơn mưa bom bão đạn, đặt tính mạng của các em lên trên hết mà không nghĩ đến bản thân mình. Hơn nữa, nỗi đau khi chứng kiến bạn của mình chết vì bom còn đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau của những vết thương. Điều đó đã thôi thúc Ngọc cứu bằng được các em nhỏ. 4. Chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của em về Nguyễn Bá Ngọc. Rồi dựa vào nội dung câu chuyện, em có suy nghĩ gì về anh hùng Nguyễn Bá Ngọc? Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Và cụ thể các em có thể tham khảo. Nguyễn Bá Ngọc là một người anh hùng nhỏ tuổi. Tuy chỉ là một bạn học sinh, nhưng Nguyễn Bá Ngọc đã không màng đến sống chết của bản thân. Hết mình cứu các em nhỏ, lấy thân mình che chở cho các em thoát khỏi cơn mưa bom bão đạn tàn khốc của giặc Mỹ. Tấm gương của anh thật xứng đáng để cho các thế hệ học sinh chúng em noi theo. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.